Hưng có lời gì muốn nói với mẹ không? Bây giờ chắc khi là đây cũng là lần có khi là 2-3 năm mới gặp được mẹ. Và... Nên trong mắt đây về đây à? Rồi. Để ở đám tiểu là để ở nhà làm gì tam tạ. Vâng. Có chị mẹ quá đứa tận ngoài. Và thôi mẹ về giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Ừ. Bác sức khỏe. Là được ở lại quá ngày chào ông ơi. Đâu mà không nhau bà có, đâu mà bà có. Hôm nay là mẹ chuẩn bị về rồi. Thuận cảm thấy thế nào? Em buồn. Buồn á? Buồn. Có muốn mẹ đi về không? Hay muốn mẹ ở đây với mình? Em muốn mẹ ở đây thôi. Thế từ hôm trước đến giờ đã được ngủ cùng mẹ tối nào chưa? Em giờ rồi. Ngủ ra, tối qua được ngủ cùng mẹ không? Có. Mẹ về một tháng. Nhưng mà không có quà gì cho mẹ nhỉ? Vâng. Tôi quà đá chứ. Nay phải bắt mày đưa lọt cái hiến đấy cho xong nghe. Con thì mà chịu là cứ đi mua thêm. Vâng. Vừa nãy đi bắt con gà không bắt được đúng không? Bắt ngày sao mà bắt được, gà nó bay sổng. Nhưng mà chú lấy, mình lâu quá không đi lấy. Ngâm một tí đã. Thịt này chắc xào với gừng nhỉ. Có gừng không nhỉ, Hưng ơi. Tí lấy xào với gừng đi, lợn đấy. Và thôi hôm nay để chúng con nấu bữa cơm. Gọi là... cho cô với bác ăn. Dạ? Không ăn à? Dạ. Đấy, bây giờ ngâm đợi một lúc các bác. Thưa quý anh chị là ngày hôm nay thì cháu lên trên này để chuẩn bị đón cô Hiếu với cả bác Liên là đi xuống Hà Nội và ngày mai thì bắt đầu cô ấy sẽ bay đi về quê rồi các bác ạ. Đấy thì bay vào Đà Nẵng. Hưng thì ở nhà là lo việc không được đi cùng cháu nữa. Với cả Thuận là cũng sẽ không đi nữa. Trong chuyến này đi thì chắc nếu như vừa nãy cô có bảo là cho em Đồng đi cùng, nếu mà Đồng đi thì cho cả Thuận đi. Còn nếu mà Đồng mà không đi nữa thì thôi để một mình cháu tự đi. Đồng đi à? Mai còn làm gì nữa đâu? Ở nhà không có việc làm cô ạ. Si không có gạch không có. Si không có gạch không có thì. Ôi bụi. Cô ơi bụi. Thế là cho Đồng với Thuận đi nhá. Vâng. Thuận là vừa nãy trêu bảo không cho đi thì buồn lắm rồi các bác. Thế cho Đồng với Thuận đi nhá, Thuận nhá. Thế tí uống thuốc say xe vào nhá. Này. Con chào con các bà. Hôm nay là mẹ chuẩn bị về rồi. Thuận cảm thấy thế nào? Buồn á? Buồn. Có muốn mẹ đi về không? Hay muốn mẹ ở đây với mình? Em muốn mẹ ở đây thôi. Thế từ hôm trước đến giờ đã được ngủ cùng mẹ tối nào chưa? Em giờ rồi. Ngủ ra, tối qua được ngủ cùng mẹ không? Có. Thuận thì rất là xinh gái các bác ạ. Lần này là được đi cùng mẹ, thế hôm qua gội đầu chưa? Hôm qua em gội đầu em tắm rồi. Gội đầu tắm, rửa sạch sẽ xong là... xong là mới được đi nhá. Xong là mai đưa mẹ với bác đi xuống Hà Nội là anh em mình tự cùng nhau về đấy. Cho các bạn này đi cùng thì lúc anh về Đồng thì... nữa. Em ngồi rồi trước em về. Cho Đồng đi cùng nữa nhé. Còn Hưng thì không được đi nữa các bác, Hưng ở nhà lo việc. Còn mai còn làm việc ấy thì Hưng sẽ không được đi nữa. Hưng để dịp khác nhé Hưng nhé. Để mấy nữa khi nào mà có cơ hội thì anh em mình xuống sau. Vâng. Cô bảo là hôm nào thích đi chơi, hôm nào cô gửi tiền về cho đi xuống Hà Nội chơi một chuyến. Ê à.
Bây giờ làm món thịt lợn này xong à. Nấu cơm ăn cơm xong thì chuẩn bị. Vừa nãy cháu từ huyện vào ấy, các bác có một con xe đầu kéo đang bị tắc đường ở cái chỗ đầu cầu ấy. Thì vừa nãy cháu gọi cho anh Hiếu, anh Hiếu bảo là tầm 12 giờ đến 1 giờ gì đấy thì sẽ bắt đầu thông cái tuyến đường đấy, thì mới đi được. Thì tí nữa lúc nào thông thì anh Hiếu sẽ gọi. Tại vì nếu mà đường mà không tắc thì chắc giờ này anh em cháu cũng bắt đầu xuất phát đi xuống huyện rồi, không ăn cơm ở đây nữa. Nếu như công trình này mà xong từ hôm trước thì chắc có lẽ là bác Liên với cả cô Hiếu là cũng đi xuống huyện từ tối hôm qua để ăn bữa cơm cùng với cả đội anh em cháu để chia tay rồi. Nhưng mà chưa xong công trình ấy, nên là cô ở lại đến giờ này và tí nữa về là về thẳng luôn. Chưa và tí nữa thì anh em cũng mỗi người đi làm ở một chỗ rồi, cũng không gặp cô nữa. Chắc có lẽ sau cái chuyến này thì cũng phải vài năm nữa thì mới được gặp cô rồi các bác ạ. Cũng nhiều bác có hỏi là ở bên Mỹ bảo là muốn lên trên này thăm các hoàn cảnh ấy, thì ví dụ như các bác ở bên Mỹ mà sang Việt Nam để thăm các hoàn cảnh thì các bác có thể bay từ bên Mỹ vào sân bay ở Hà Nội. Sau đó thì một là các bác có thể bắt xe khách lên, có xe khách chạy từ Hà Nội lên thẳng đến huyện Xín Mần cháu, hoặc là có thể liên hệ cho anh em cháu để đi xuống đón các bác nhé. Đấy thì có hai cách như vậy. Có cả sấy cái đấy mình nọ. À Đông, Đông có đi cùng anh đưa cô đi không? Có, nếu mà anh có đi thì đi. Đồng 12 giờ nghỉ trưa với ăn xong tắm rửa. Vâng. Thế là 12 giờ xong là tắm rửa đi nhé. Vâng. Để mai cùng anh về đỡ buồn. Vâng. Được thế thì có là tốt rồi. Hà Nội đúng không? Vâng. Em cũng mong muốn là xuống Hà Nội chơi một chuyến. Nhà dù nhà cái là không muốn đi lắm rồi nhưng mà thôi để lần sau thôi nhé. Vâng. Đợt trước là cũng đi làm sơn ở Hà Nội đi rồi. Con chào các ông bà, cháu cô bác chú ạ. Thì sẽ cho Đồng với cả bé Thuận đi cùng các bác ạ. Còn Hưng thì sẽ ở nhà để lo nhà cửa. Bây giờ mà đi hết thì nhà cửa là không ai ở, không ai trông. Chắc không cần mang quần áo đâu nhỉ. Tối nay mình ngủ một tối rồi mà. Tối mai là về đến nhà rồi. Tối mai á? Ờ, tối mai về đến nhà rồi. Ngày mai mình đến đây rồi. À thế là Đồng phải đi đi xe máy từ đây xuống huyện nhá. Ờ, để mai không à, sợ mai về đến đấy anh lại không có thời gian để anh đưa lên đi. Hiện tại thì công trình phụ nhà tắm nhà vệ sinh đã hoàn thiện rồi, rất là đẹp và sạch sẽ các bác ạ. Đây thì cô muốn ở lại để hoàn thiện cho hai anh em Hưng Thuận để chỉnh chu hết thì cô mới về. Đây cái bệt nhà vệ sinh rất là đẹp. Cái này là mua trước cháu mua ấy, là cô Hiếu cô ấy bảo là cháu đi mua thì cháu cũng mua cái này là cái xịn luôn các bác. Cái này người ta lắp cũng nhà đại gia người ta lắp cái loại này. Cô làm rất là đẹp luôn. Cái này cô bảo sơn ở trên này nữa, sơn trần nữa. Quá đẹp luôn cô ạ. Đấy, ngày trước các bác bảo là lắp cái bẹt ở đây không hợp lý. Nhưng mà bây giờ làm xong, bây giờ làm xong mới thấy hợp lý. Đấy, như thế này là quá hợp lý rồi các bác. Ngày trước các bác cứ góp ý bình luận bảo là lắp ở đây không hợp lý. Nhưng mà bây giờ làm xong ấy, lắp ở đây rất là đẹp, hợp lý luôn. Tại vì chỗ này thì cũng để cái chỗ chậu. Chậu đây thì lắp cái bình nóng lạnh lên trên này này các bác. Đây lắp cái bình nóng lạnh. Và ở trong này thì đây là nhà tắm. Chỗ này là để xà phòng. Gỗ gạch hoa hết. Rất đẹp. Còn ở đây thì mấy anh em là đang xây. Đấy, anh Cương. Anh Cương ở lại sao đấy. Chào các ông các bà, các cô các chú. Cảm giận đấy. Đúng không ạ? Bức tường thì chát hết rồi các bạn. Và ốp gạch trắng xung quanh hết. Đây. Mấy anh em đang cố gắng chát tiếp để hoàn thiện. Xả ra để tách khỏi tràn bác.
mic của anh đâu nhỉ? Cái này em chia làm thành túi luôn chứ, để nó riêng ra. Chưa hỏng đâu chứ? Chưa. Em để vào ngăn đá đúng không? Có xả không Hương? Cái lòng này xào với xả đi nhỉ? Có nhưng mà chắc phải đi xin bác một tí để xào xả. Cái đấy tí để anh xào cho. Xào nó khô khô rồi mình... Em thái gan cái thứ để riêng nhá. Em thái hết vào lộn vào nhau hết rồi. Không à, tí mình xào cái lòng nó khô khô rồi ấy. Có gừng không nhỉ? Không có. Cái thịt này nấu chả biết nấu món gì. Nếu mà có gừng thì thịt lợn phải xào với gừng ấy. Dạ dày đi. Làm hết à? Làm hết luôn à? Làm hết thì chắc không làm thịt nữa, chứ làm cái này hết rồi. Thế làm mỗi món đấy cũng được. Mỗi món lòng thôi. À đây, cái này là trước cô gửi ở bên Mỹ về đây các bác. Cái này á, là để đến cái chỗ xin rửa mặt này nè, nhưng mà luôn luôn là phải chặt. Còn cái này là để đây nè. Dạ vâng. Thấy không? À vâng. Thấy không? Dành cho hàng tường, cái hàng không biết xài á. À. Cái này nó phải không có nước vào trong. Cái này không cho được, không cho nước. Cái chỗ này á chứ. Với cả là phải sạch sẽ cơ. Nghe, phải luôn luôn chặt chẽ mà êm không? Đấy. Nó chẳng đâu đi luôn. Thế hôm trước cô bảo xay cái này còn hàng gạch nữa à? Ờ, xay hàng gạch để tạm dùng được, quạt ra. Xay đi, xay rồi xong mà đi. Vâng. Xay ở đây luôn à? À, thì em làm luôn đi. Xay đi về, xay bằng này nè. Vâng. Tôi đang lau sạch rồi đó, để đưa vô đi, để đưa đi. Con cái này rồi, phần mình đi chạy rồi. Tại chỗ đây đang nhớ quả mình không lau được. Vâng. Không bỏ được. Anh trưởng thì được cô Hiếu giả nợ cho nhỉ. Ngày trước là bị giao thông bắt xe các bác nên là đi mượn tiền cháu. Mượn bao nhiêu anh trưởng, em quên mất rồi. Triệu rưỡi à? Triệu rưỡi. Ô thế mượn cả Trình nữa à? Vâng. Mượn Trình làm gì? Cũng giao thông. Thế là bị bắt hai lần à? Không đủ. À, thế sao không vay em 3 triệu luôn? Không dám vay đúng không? Lấy nhiều quá. Thế là vay em 1 triệu, vay em Trình 1 triệu. Cô giả hộ luôn. 3 triệu chứ? Vâng, 3 triệu. 1 triệu rưỡi, mỗi người 1 triệu rưỡi. Chỉ 1 triệu rưỡi. Sướng nhất anh ấy. Không sướng đâu, anh rất khổ, mệt lắm rồi. Ai cũng chả phải khổ. Anh nghĩ cô có tiền là cô không mệt à? Anh nghĩ tao có sướng lắm à? Cô còn vất vả hơn anh em mình nhiều ấy. Là nó gồm dưới kia giao thông lấy hết. Sau này có khi mình bằng tuổi cô mình còn chả kiếm được tiền nữa đâu. Nhưng mà bây giờ cô lớn tuổi này cô còn giỏi còn kiếm được nhiều tiền ấy. Nhờ. Yeah. Tầm có khi tầm anh em cháu mà bằng tuổi cô thì khả năng cũng kiếm được tiền rồi. Vừa này. Dạ vâng. Vâng. Chỗ này thì cũng sẽ không nhỏ bếp củi ở đây nữa các bác. Và cũng không có cho con heo ở đây đâu. Đây xây để đồ các thứ, sau này mình để đồ. À. Ở đây thì nuôi heo cũng được. Nuôi heo cũng được mà mình làm cái gì cũng được. Tại vì mình xây như thế này rồi. Nuôi heo được, ở đây rồi có tủ làm tủ đồ, máy giặt. Tủ lạnh, máy giặt các thứ thì sẽ để ở góc này này các bác.
Mấy giặt để đây à? Để chuồn được ra ngoài. À, vâng vâng. Để đây cũng được. Để đây được, tại vì luôn, khi mà mình xong rồi luôn luôn là khô chứ không có ướt. Vâng vâng. Với chỗ nào dơ là cũng phải lấy nước, lấy cái mọt mọt thôi. Vâng vâng. Chứ không phải mà dồi nước ào ào đâu, nghe xuống. Đấy, các cái sân này ốp gạch hết nên là tới này nó khô, nó sạch không như này đâu các bác. Không có dồi nước, nghe không? Vâng. Dồi nước, dồi ngoài này thôi, còn ở trong này là mọt thôi. Uống để chim măng lọt gạch chỗ đi, chả không có ai. Còn gạch không nhỉ? Gạch cũ đó, gạch cũ đang còn đó. Lót nốt chỗ này đi. Chú Cường chở cho người hộp nữa. Chú Cường nào? À, 10 hộp ở lắp đấy à? 10 hộp là đỏ, mấy buồng gạch đỏ cái luôn à? Thế là mới nói gạch mới đang còn. Gạch nào? Bỏ lấy thêm 10 hộp gạch đỏ nữa. Thôi, thôi ướp gạch đỏ ở đấy luôn. Còn cái gạch mà con đang còn á, mai một ướp đấy nè. Ướp cái tường vật đồ đấy nè. Một hộp của nó là mấy mét hứng? Một mét à? 10 hộp cũng đủ thì 20 hộp. Biểu ông lấy 20 hộp luôn cả 2 đấy ạ. 2 triệu bạc tới nhiêu? Biểu bán tới nhiêu? Không, em phải đo luôn. Đo để xem ở đây là bao nhiêu, kích thước là bao nhiêu. Đúng rồi, hàng đang còn lấy 20 hộp của con đồng lọt đấy nữa nè. Vâng. Lọt cái bạc này. Thế em bảo chở chưa? Mới đang chở rồi. À. Hết chiều ra. À. Đây lấy cái gạch đỏ này để ốp. Ốp sân ấy nhìn nó rất là sạch, nó gạch này chống trơn nữa các bác. Cái này em xào nó khô đi nhé, không bây giờ cho xào vào nhé. Vâng. Hôm đấy là cô phải xem video cô nhé. Tao cái gì, mày làm gì tao biết. Bỏ ba giờ chửi nhưng mà nó biểu thế đấy. Vâng. Hôm qua là cô bị ốm, không ăn được cơm thì ăn được một bát thôi, mệt. À. Cô bảo là kiệt sức rồi các bác ạ. Kiệt sức nấu ăn không phải giòn mấy giờ cô liên đó không có, cô liên đó cô chuyển. Hôm nay là anh em mình sẽ ăn cơm xong là tự rửa bát nhá. Ôi cho Thuận đi cô ạ. Không để tí nữa. Đồng 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 có đồng chăm sóc rồi. Thuận đồng để chăm sóc Thuận nhá. Tí nữa cho cô Hiếu ngồi ghế đầu. À bác Liên ngồi ghế đầu chứ. Bác Liên xe xe ngồi ghế đầu. Vâng. Vâng vâng. Không, bác hôm nay đi bác không say nữa. Tại vì cháu đưa bác lên đây mấy lần rồi bác không say đâu. Chắc hôm nọ là do lần đầu tiên lên đây thì đường nó vòng quá mới say. Nhưng mà thôi không uống thuốc say xe bác ạ. Uống thuốc say xe nó hại lắm. Bà đi buông đi bán, bà chạy đi xe. Thôi không không uống thuốc, tại vì uống thuốc nó hại gan hại thận lắm. Thuốc say xe. Cái vòi bên ở chả đi. Có mà về về đi xe đi xe thùng thảo nó có thời gian tàu từ đây xuống Hà Nội là mất tầm khoảng độ 7 tiếng thì tầm khoảng 12 đến 1 giờ mình đi thì 2 3 4 5 6 7 giờ. Cho 8 giờ đi, 8 giờ chơi tới về về mình thưa các chả trong mình bỏ đồ trong mình đi ăn tối. Tầm 7 giờ đến nơi. Nếu mà đi liên tục ấy. Nhưng mà ngày mai mua vé là phải mua về buổi chiều. Rồi buổi sáng rảnh đi chơi đồ tại lắng mặt khô mặt đôi đi chơi. Chú biết lắng mặt khô cho ai mà. Buổi chiều là mình chiều về buổi đêm à. Không buổi chiều thì cũng như hôm nay mình hôm nay đi thôi. Vâng. Lại hôm như hôm nay này từ dưới lên. Về 6 7 giờ.
Bác Liên thì bác ấy muốn đi vào Lăng Bắc. Ồ, nhưng mà họ ngày mai là không đóng, không mở cửa thôi. Mở cửa thì mình đứng ngoài. À. Vâng. Chỉ có ở ngoài thôi. Đứng ngoài được. À, ở ngoài xem thôi. Còn chủ nhật họ không mở cửa. Đi đường hai đường chứ thôi, chủ biệt thôi. Phố Hoàng đi bộ Hoàn Kiếm. Kể họ nói đi Hà Nội đang bị kim chứ. Không biết đường họ đâu có việc mấy ở trên hỏi gia đình mình biết thôi chứ không có việc mốt. Và ai hỏi cô cùng là đi Hà Nội chơi. Họ nói sướng nghe. Sướng nghe. Họ nói sướng nghe. Mình còn nói đi ho sướng. À, tí nữa đi xuống huyện để mua. Mua ít hoa quả. Đấy, canh thì có rồi, tí bây giờ chỉ xào xào mới lòng nữa thôi các bác. Canh hôm qua, canh hôm qua làm à bác nhỉ? À. Cô chưa ăn sáng à? Vâng. À vâng. Đấy, ở trong này thì đồ nội thất nóng lạnh này. Thì chiều nay anh điện nước mới về lắp các bác. Và đây là cái tủ lạnh rất là to. Tủ lạnh này thì sử dụng mình bán hàng được. Dạ. Cô đem cái máy chiếu phim về cho hàng đấy. Thế nào em gặp lại em được chẳng lại em gặp cho hàng cái mấy cái phim này của à, quái tả lắm. Có cái này. Máy này. Con xem. Còn máy DVD đã. Cái này kết nối với tivi cô nhỉ? Ờ, kết nối với tivi. Thế này cháu cũng chưa dùng bao giờ ấy, nhưng mà mình lên mạng mình học được. Máy CD á, CD á. Vâng. DVD á, DVD là quay phim đó. Vâng. Cất vào để tới này lúc nào rảnh thì chiếu lên. Chiếu phim lên quay. Đang nghĩa là nếu mà có thời gian ấy mà bác với cả cô không bận thì đến ngày 19 này là cũng tân gia các bác ạ, thì nhưng mà không đợi được nữa rồi, thì hôm nay là cô với cả bác là phải về luôn, chứ không là đến ngày 19 là sẽ tân gia rồi. Vâng. Nấu mà nấu nhiều chứ phải nấu ít à. Vâng. Nấu chất luôn. Không còn. Cô vừa ở đây vừa phải nấu cơm. Vâng. Vâng. Cất vào tủ đây các bác, không là tí sợ ai lấy đi ấy. Đấy, cất vào tủ đi. Giường riêng các thứ lắp xong hết rồi các bác ạ. Và ở trên này thì cái trần này thì ngày kia thì họ sẽ bắt đầu vào để họ làm nốt. Cái bàn thờ này thì bây giờ xong nhà rồi, cho Hưng ở nhà nó bắt đầu dọn dẹp, bắt đầu bày ra, và đến cái ngày tân gia thì bắt đầu lấy bàn thờ của bố mẹ xuống đây và thắp hương ở trên này các bạn. Đấy, sẽ bắt đầu coi như là đón bố mẹ của hai anh em Hưng Thuận xuống để ở luôn, ở nhà mới luôn. Tivi thì cũng chuyển ra bên này rồi, đấy, rất là hợp lý rồi các bác. Tủ lạnh này thì cô bảo là cho anh Cương các bác ạ. Đấy, cái tủ lạnh này sẽ tặng cho anh Cương. Tại vì Hưng có cái tủ kia rồi. Hưng ơi! Lấy xả về chưa? À. Đây là cái bàn bếp. Bếp tới này Hưng ở nhà một mình thì sẽ nấu cơm ở đây. Còn ở trong này thì cũng bỏ rồi các bác. Nhà vệ sinh các thứ ở đây thì cũng không dùng nữa. Làm cái kho rồi các bác. Bây giờ là sẽ sử dụng cái này làm cái kho. Đấy. Cửa kia các thứ này cũng không dùng nữa. Thứ này có thể tháo ra. Và ở đây thì sẽ đóng thêm trần.
Tại vì bây giờ cô nâng thêm cái máy bắn một phát từ đây sang kia ấy, thì cái máy ở đây mình cũng sẽ đóng trần vào. Ở trên mái nhà này tới này mà có cái gì phơi trên đấy nhỉ, khô nhanh lắm. Để cái gì phơi trên mái nhà này này các bác. Nhưng mà đi chặt được măng về ấy nhỉ, phơi măng ở trên đấy thì khô nhanh. Ôi phơi thóc không được, phơi thóc là nó sập luôn đấy. Bây giờ ngăn ở kia xong là ốp gạch vào chứ nhỉ, đồng nhỉ. Hưng không được đưa mẹ đi có buồn không Hưng? Có anh ạ, em cũng muốn đi lắm nhưng mà không được. Không được đi à? Ừ. Nhường phần cho Thuận đi xong là đi như thế nào thì... Ôi sao lại cho hạt nêm vào? Hạt nêm vào tí. Cho mì chính với muối thôi. Hạt nêm thì cho canh thôi em ạ. Cho một tí nữa. Không biết này. Không biết à? Lòng này em cho muối với mì chính rồi. Đâu nhỉ? Xả đâu? Xả. Xả chưa thái. Bây giờ em đảo cái này một lúc đã. Đảo này một lúc cho nó khô khô nước đi. Cho ít xả, ít ớt vào nhé. Ừ. Xả nó khô khô này. Cái này là máy giặt nhỉ em nhỉ? Vâng, máy giặt nữa. Ui. Chiều nay cái anh kia lên thì anh mới lắp máy giặt ở đây này các bác. Máy giặt này, lạnh này. Chưa hỏi anh không biết lấy bao nhiêu tiền công lắp ấy. Máy giặt, tủ lạnh, tivi, nóng lạnh. Đấy. Đổ đi luôn là bác cái đấy. Bàn ghế. Rất nhiều đồ luôn. Đúng là như một giấc mơ nhỉ. Vâng. Đùng một cái hết một tháng rồi, rất nhanh luôn các bác. Hết một tháng là cô Hiếu Lê với cả bác Liên là lên trên này. Vâng. Đấy. Công nhận thời gian là trôi qua nhanh thật. Đồng về nhà lấy quần áo đi nhá. Vâng. Mà về đây ăn cơm đi thôi. Có về đây nữa không? Có chứ anh. Về đây ăn cơm. Thưa các bác anh chị, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà của hai anh em Hưng Thuận các bác ạ. Và ở đây thì là cái bài thuốc đau nhức xương khớp của bác dì. Ở cái thuốc này thì có 7 vị các bác. Ai mà gặp phải tình trạng như là đau nhức xương khớp này, đau mỏi vai gáy này, tê bì chân tay này, thoái hóa cột sống này, thoát vị đĩa đệm này, bệnh gút này, đứng lên ngồi xuống mà bị đau, và đặc biệt là thay đổi thời tiết, rửa rời, trời nắng, mưa thất thường mà bị đau ấy, thì các bác sử dụng cái bài thuốc này rất là nhiều, các bác lấy đi uống đã khỏi rồi các bác. 10 bác lấy đi thì 8 bác khỏi rồi. Đấy, nhưng mà các bác phải duy trì đúng và kiêng được cho cháu, đó là thịt trâu, thịt chó, da gà, da vịt, rau muống, dưa chua, cà muối, măng ớt, cá mè. Cá da trơn thì mình sẽ không được ăn các bác nhé. Cái này thì cháu mang lên trên này gửi ở nhà Hưng phơi ấy, thì đã khô rồi. Thì cái bài thuốc này là cái thuốc quan trọng nhất của cái bài đau nhức xương khớp của bác dì này các bác. Có 7 vị các bác nhé. Đấy. Bây giờ thì cháu sẽ đóng vào bao để mang về đóng vào túi. Một túi thì cháu đóng vào 1 cân. 1 cân thì uống được 1 tháng các bác ạ. Và uống đủ liều trình thì sẽ uống 4 gói, tức nghĩa là 4 thang. Và uống hết 4 tháng. Cái này thì cháu lên trên này thì cháu cũng đun uống. Cái này thì kể cả mình không bị đau nhưng mà mình vẫn có thể uống để phòng ngừa các cái bệnh đau nhức xương khớp được. Tại vì các cái khớp gối ở khuỷu tay, khuỷu chân này nó sẽ bị khô. Thì mình có thể uống cái này để nó sản sinh ra những cái chất nó bôi trơn các cái khớp đấy. Cái này rất là dễ uống các bác, nó không đắng.
không chắc. Đấy, rất là dễ uống thôi. Còn các bác có nhu cầu lấy thuốc của bác gì thì các bác có thể liên hệ cháu qua số điện thoại cháu ghi ở trên màn hình các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Bây giờ là xong cơm rồi các bác ạ. Hôm nay là ăn món lòng xào với xả ớt thôi. Ngon nha. Gọi bác Liên, gọi mẹ ra ăn cơm đi Hưng. Cơm đi. Ăn cơm cô ơi. Cô ngon à? Trời ơi. Thế tí cô xuống huyện ăn nhá. Đi xuống huyện xem là có gì mua cho cô ăn. Dạ. À. Xin ạ. Cơm đi anh em. Cơm. Cảm ơn cô, các bạn ăn cơm. Ờ, cảm ơn. Cảm ơn các bạn ăn cơm. Xung quanh chị là bây giờ thì là bác Liên là đi xuống. Đông ơi, đưa Thuận đi xe máy nhá. Hôm nay là Thuận với Đồng được đi cùng cô, còn Hưng thì được ở nhà. Hưng cùng đi. À, anh bảo lấy tiền công là bao nhiêu? 1.3 triệu anh. 1.3 triệu, anh lắp cái nào thì anh tính tiền cái đấy rồi, cái nào thừa thì anh mang về. Làm chuyện mong mỏng thôi, nhẹ nhẹ thôi nha. Vâng, nó là Tôn Huỳnh mà. Thuyền cấp anh hóa thương. Nó có phải nhá. Đứng lên. Em ở nhà cố gắng trông non nhà cửa nhé. Anh với Thuận đưa mẹ đi xuống cái kia. Để ngày mai chắc là tối nay xuống cái Hà Nội thì ngày mai là về, tối mai về nhà. Thuận tối mai về gặp anh trai rồi. Hay cùng mẹ sang bên Mỹ luôn, không không về nữa à? Vẫn về với anh trai à? Xem nào hộ mẹ xách đồ thứ đi. Đi vào đây. Đi mà. Đi tập phải tập tay. Gọi. Hay là con bảo tí nữa anh làm xem là đồ còn thừa lại bao nhiêu ấy, xong anh tính bao nhiêu tiền thì tí cho Hưng gọi điện cho em nhé, để okay. Em bảo cô lấy tiền em về đưa cho anh. Ok. Về thôi. Đưa chiều bá tiểu cho ông đi. Vâng. Rồi còn tiền cửa đưa sao con? Tiền cửa với tiền ống nước cô ạ. Tiền ống này, dây điện đấy, bây giờ con lấy về thì con lắp từ đây ra nóng lạnh. À, ra bao nhiêu thì ấy con, đấy con lấy. 1.000.000. Cửa này hết 1.600.000. Cửa 1.600.000 đó nè. Vâng, là 1m68. 1m68 vuông. Rồi, 1.600.000 với 1.3 là 2.900.000. Cửa đấy hôm nào lên lắp thì cháu lấy tiền thôi. Không, ý là cô đưa trước. Bây giờ đại tiểu đưa này. Làm luôn đấy. Vâng. Thì hôm nào lên lắp là lấy tiền. Vâng. Có gì này cô? Hưng có lời gì muốn nói với mẹ không? Bây giờ chắc có khi là đây cũng là lần có khi là 2-3 năm mới gặp được mẹ. Vâng. Mà đến trong mắt đây về đây à? Rồi. Để đám tiểu là để ở nhà làm gì tam cả. Vâng. Có chị mẹ quá rồi tận ngoài. Vâng. Thôi mẹ về giữ gìn sức khỏe mẹ nhé. Ừ. Bác sức khỏe. Là được ở lại giữ gìn sức khỏe này chào nghe. Trong mà không nhau bà có, trong ma bà có. Bà bảo là lại lên chơi nhé. Cái cô ra bảy mươi tuổi đâu, 70 tuổi nó béo. Còn
béo béo bằng ba. Ba béo ấy, mấy nhiêu rồi. Chẳng chúc cô bác đi nhà, ở nhà cố gắng làm đồ để đi ra chỉ chân. Anh em có lời gì muốn nói với cô thì nói đi. Cô đi đây. Cho đổ ra xe trước đây. Thuận thì mai mới khóc. Cô về nhá. Bác Liên là đợi ngày này lâu lắm rồi các bác ạ. Khi nào có dịp lại lên cháu chưa nhá. Chắc nó có lắm. Không có nào. Giờ này lâu rồi. Gâm dọc cũng có chuyện chết. Mai nha. Bye bye. Cố gắng làm đi, tôi có gì chỉ có gì gửi tiền đi. Vâng. Thôi đi nha, đi mệt rồi. Còn quên đồ gì không cô nhỉ? Không, tra kỹ đi cô ạ. Đấy. Quên đồ gì? Quên đồ gì? Quà gì cho mẹ nhỉ? Ôi, quà lá chi? Quà lá chi cho mẹ? Đi nghe hơn. Vâng, con chào mẹ. Có chi qua đây liên lạc. Ôi, cho nóng nóng. Cho ông kia mua mở máy cho nóng. Cái trần kia để chắc là ngày kia họ cũng nên đóng nốt, bắn nốt. Chắc là khi nào đóng trần xong. Cô bác nhá. Vâng ạ, chào anh. Đấy, bây giờ là sẽ đi xuống kia thôi các bác ạ. Trong quá trình đi thì xe thì sẽ đi đeo ở tập tiếp theo, tại vì đến video đến đây cũng khá là dài, có cái quay video để đăng tải lên làm cái kỷ niệm, tại vì cũng sẽ là một cái khoảng thời gian khá là lâu nữa cô mới có thể về Việt Nam rồi. Cháu rất là buồn khi mà cô phải về nước rồi các bác. Còn bây giờ thì cháu sẽ tiếp tục video đấy đi các bác ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Điện TV. Xin chào các bác.